Ở trận bán kết 2, trước một Triều Tiên có nhiều vận động viên chất lượng, song các cô gái Việt Nam đã biết cách vượt qua khó khăn đúng lúc để có mặt ở trận chung kết. Mặc dù bị dẫn hai set đầu tiên 19-25, 22-25, nhưng các cô gái Việt Nam đã biết cách vượt khó khi siết chặt đội hình, tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện để ngược dòng ấn tượng khi giành chiến thắng ở 3 set cuối 25-23, 25-23 và 15-12. Qua đó góp mặt ở trận cuối cùng của giải và gặp đối thủ NEC Nhật Bản diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay ngày 10 tháng 8.